Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thân Nguyễn Vlog. Hôm nay mình có một chiếc khẩu trang mới để giới thiệu cùng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đeo thử này. Dáng khẩu trang rất là xinh phải không nào? Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng làm khẩu trang với mình nhé. Đến thì mình sẽ may một đường như vậy nè. Đây mình đã may rồi này các bạn. Nghĩa là mình may hai đường chứ, đường trên và đường dưới. Bây giờ mình sẽ lộn ra. Sau đó mình sẽ gấp nè. Các bạn nhìn theo hình nhá. Mình sẽ gấp bên này và bên kia luôn. Gấp hai bên lại. Sau đó sẽ may một đường như vậy nè. Mình sẽ gấp